thành lập vào tháng 8 năm 2008 trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành không ngừng phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Từ 8 giảng viên và 1.000 sinh viên bậc trung học vào những ngày đầu thành lập, đến nay khoa có hàng trăm giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng với trình độ chuyên môn cao. Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên được sắp xếp và thực hiện khoa học, có sự giám sát, hỗ trợ về chuyên môn của các giáo sư, tiến sĩ đồng ngành. Các phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị dạy và học luôn được nâng cấp và hiện đại hóa. Đã có gần 3.600 sinh viên các khóa tốt nghiệp, phần lớn sinh viên ra trường đều có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo của mình. 2010 là năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của khoa với sự mở rộng liên kết đào tạo ở các cơ sở liên kết tại tỉnh Đồng Tháp. Và năm 2013, khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo dược sĩ đại học. Đây đồng thời là sự động viên và là thử thách đối với tập thể khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường Đại học Nguyễn Thành chúng tôi là định hướng là trường đại học theo hướng khoa học ứng dụng và cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đào tạo theo yêu cầu xã hội, và ngược lại thì có những cái đỉnh cao là đào tạo theo yêu cầu dẫn dắt xã hội để làm sao mà có những cái nhà khoa học đầu đàn để ứng dụng biến cái kiến thức thành những cái giá trị thực tiễn đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với một khoa đào tạo mang tính đặc thù, chuyên môn sâu, đạo đức nghề nghiệp phải thấm nhuần thì 5 năm là khoảng thời gian không phải dài để hình thành và lớn mạnh. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, lực lượng sinh viên cho đến công tác đào tạo, nghiên cứu của khoa dược đã có một bước phát triển vững chắc. Đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực không ngừng trên mọi mặt, là sự đoàn kết nhất trí của tập thể quý thầy cô, các thế hệ sinh viên khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Làm thế nào mà khi ra trường ấy, mình phải biến mình là thành một thầy thuốc, đúng như vậy đó. Một người làm trong ngành y tế, tức là phải có đầy đủ kiến thức để mà phục vụ cho nhân dân, cũng như là có một lương tâm và đạo đức, nhất là phải có một tay nghề. 5 năm liên tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, toàn thể giảng viên, nhân viên và các thế hệ sinh viên của khoa luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trường giao, được xã hội tin tưởng. Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khoa dược từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của mình ở lĩnh vực đào tạo dược sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu xã hội. Khoa dược là một tập thể gắn kết từ trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập đến các hoạt động xã hội, sinh hoạt thể thao, giải trí. Đây chính là nền tảng để khoa tiếp tục phát triển trong tương lai. Là sinh viên khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành, em cảm thấy rất vui và tự hào vì ngoài những kiến thức và kỹ năng em được học từ phía nhà trường, em còn cảm nhận được sự nhiệt tình và tâm huyết của các thầy cô trong việc truyền đạt kiến thức cho chúng em. Ngành dược là một ngành mang lại lợi ích và sức khỏe cho cộng đồng. Chính những điều đó đã thôi thúc không chỉ bản thân em và tất cả các bạn ngày càng phấn đấu học tập hơn nữa và có tâm với nghề để sau này giúp ích được cho cộng đồng. Lớp lớp thế hệ sinh viên của khoa dược rất tự hào khi được học tập chuyên môn, trui rèn đạo đức nơi này. Chuyên môn đó, đạo đức đó được truyền đạt từ đội ngũ quý thầy cô luôn tâm huyết với nghề, luôn là gương sáng tạo đạo đức nghề nghiệp. Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của hàng ngàn sinh viên còn được kinh qua thực tiễn tại các bệnh viện, nhà thuốc để các bạn bước vào cuộc sống giúp ích cho đời, cho xã hội. Bệnh viện 11 và trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có mối quan hệ rất là tốt đẹp từ nhiều năm qua. Hàng năm chúng tôi tiếp đón hàng trăm của sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đến thực tập tại bệnh viện. Qua nhiều năm giảng dạy, chúng tôi nhận thấy các bạn sinh viên có thái độ học tập rất là chuyên cần và chăm chỉ. Đặc biệt là các bạn đã được trang bị kiến thức rất là kỹ từ ghế nhà trường, nên khi vào thực tập tại dược bệnh viện, các bạn nắm bắt và hòa nhập rất là nhanh chóng. Định hướng sắp tới, ngoài công tác giảng dạy, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học để giúp cho các em hiểu được ứng dụng của nghiên cứu khoa học vào công tác dược bệnh viện là như thế nào. Qua thực tế tại các bệnh viện, các nhà thuốc, các bạn đã thể hiện rõ nhất những kiến thức học được y đức đã trui rèn, tác phong nghiêm túc, tự giác và ham học hỏi của các bạn. Những gì có được trên ghế nhà trường sẽ là nền tảng để các bạn vững bước vào thực tiễn cuộc sống với một nghề cao quý, được xã hội trân trọng. Phát huy những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, khoa sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng và chất lượng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 2015, 100% giảng viên đứng lớp có trình độ sau và trên đại học. Song song đó là thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên, tìm kiếm và nghiên cứu các đề tài thiết thực
phục vụ công tác đào tạo của nhà trường nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời nâng tầm chất lượng giảng dạy bằng cách khuyến khích, tạo thói quen cho giảng viên nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh để tiếp thu và chắt lọc các kiến thức hữu ích. Song song đó là sự đầu tư, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và làm việc. Đến năm 2015, xây thêm phòng thí nghiệm, sinh hóa, hóa sinh, hóa lý, độc chất, quản lý dược, bảo quản thuốc. Bên cạnh đó, tập thể khoa dược Đại học Nguyễn Tất Thành tích cực đi đầu tham gia các hoạt động đoàn thể của nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quyết tâm điều hành và quản lý việc giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn ISO.